Rồi. Mật ống da vàng hải sản nha. Cái này cái gì? Cái bóp đúng không? Cái bóp. Cái bóp. Tiếng Anh đó là Kobe fish. Con cá này cũng khá nổi tiếng ở Nha Trang nha, rất là ngon, rất là béo nè. Còn đây là gì đây ông nội? À, beef. Gân. Thịt bò. À. Beef à, beef. À. 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 Còn gì nữa? Beef, phải là beef. Phải beef nha. Ê mà có nghe nói là cái gì có bóp rồi bóp gì nữa đó. Ba bốn loại cá mà cái gì bóp á. Ăn mấy chiếc Hàn Quốc nè. Cái gì bóp đuối gì đó. Đó vậy thấy không? Đó một cái tomato vô nè. Đó. Một cái anh bạn hướng dẫn viên ha, đang hướng dẫn. À, ăn thế nhơ. Đó vậy thấy không? Quá vui ha. Rồi ok. Dạ dạ. Hào. Dạ dạ. Ông nè. Bắt cười ngã mẹ rồi. Lấy hồng vô hốt cho má. Không khí xung quanh đây á vậy. Nhậu mà trong cái cảnh này ha. Nó vui và nó đẹp. Đó, rất là đẹp luôn. Đó vậy thấy không? Wow, biển đảo, du lịch biển đảo ha. Đó, rất là đông du khách luôn. Đông du khách. Rồi. Ok. Đó. Rồi xem á. Rồi bây giờ mình ăn uống nha. Đây. Qua đây. Đi đu dữ vậy. Đây chén đũa của anh. Rồi trời, cảm ơn bác Tài. Ăn thương ăn. Rồi. Chị cha cha không biết mà. Rồi. Rồi đó hả? Dạ hết rồi. Thôi hết đế anh luôn. Gì? Hết luôn à hả? Ờ. Ờ quá đã rồi. Quay ra đang quay hả? Tự động mà, tự động. Còn lấy bìm ra uống, lấy bìm này nè. Quay bìm đã. Nè. Đây, nhậu thôi. Đổ đen nữa thôi, còn nửa trong trong đây còn chiều lên núi nè. Trời ơi, vậy hả? Núi có gì? Cái bé nữa luôn. Wow. Thầy dữ à bé. Trời lúc này mà ông vui chặt nếu chuỗi là luôn chưa nắng.